Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định chung, mưa Bắc Bộ tăng, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, còn Nam Bộ vào chiều tối có mưa rào. Cụ thể, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều và sáng. Từ chiều tối nay, mưa lan rộng tới Thanh Hóa, khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm. Còn tại Nghệ An đến Bình Thuận, tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 37°C. Từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38°C. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng. Về nhiệt độ cụ thể từ khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất từ 31-34°C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất từ 31-34°C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30°C, cao nhất từ 35-37°C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, cao nhất từ 36-38°C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C, cao nhất từ 29-32°C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, cao nhất từ 33-36°C, có nơi trên 36°C.